Sao nó bị cái gì? Nhỏ để em tăng cái volume lên chút ạ. Tay hay quá, very good, chào mi, rất tốt, cảm ơn em. Nhưng cái chỗ đặc biệt ha, string chúng ta không dùng cả à, nó rất là ồ, ha.
nó sẽ bị ồn. Chúng ta chỉ dùng nếu em muốn, nếu làm em muốn như vậy á là em sẽ đánh như này. Là mình sẽ đánh đánh mà cả âm như thế này á là ồn kinh lắm. À, mê hề. Đó là các bạn không được đánh cả hợp âm bằng tiếng string. String chúng ta chỉ làm này thôi. Còn nếu mà muốn nhắn là nhắn như vậy đó. Đêm hôm nay đi đi. Thay đổi xíu cho đó cũng được, không sao. Dạ thầy, thầy ơi, thầy hướng dẫn thêm cho tụi em ở cái chỗ khúc đó. Em thấy ở trong cái chỗ mà Uyên Linh hát là nó có chăng á, nó rất là hay. Tụi em thầy hướng dẫn thêm cho tụi em chăng cái chỗ đó. Em cảm ơn thầy. Cái đó là cái về cái nhịp rồi, em cái nhịp trống rồi. À, Hiểu không? Chưa. Từ bài bài để chăng là thôi dạ. đó. Kỳ lịch dạy là ok đâu, nhưng mà ý là thầy nói là đánh cái tình hợp cả hợp âm là nó sẽ ồ ha, biết không? Thì riêng là chúng ta hợp âm chỉ có piano, guitar rồi vậy thôi, chứ còn nếu mà chúng ta bỏ riêng nó sẽ bị ồ. Còn nhìn chung thì bài em đánh rất là tốt, hiệu quả rất là ok ha. Rồi, cảm ơn Trà My. Dạ, em cảm ơn thầy. Chiến điểm 75. Rồi, xin mời Thanh Xuân. Hôm đấy em cũng chưa đánh lại được, nhưng bây giờ em đánh thử này. Thôi em mở hai mic cho thầy. Em tắt cái này đi. Hai cao hay sao mà nó bị vang á? Hai cao nó sẽ bị vang. Của em đấy thôi, em mở hai hai mic. Hai mic gì vậy? Tắt một mic đi rồi. Tắt một mic. Tắt một loa. Rồi nó mất luôn là không. Tại mở vì mở một cái thôi. Em mở một cái thôi nhưng mà cái này của em nó lại đang em không 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 quay được ấy. Hôm nay em mới vào cái máy này. Nhưng bây giờ không nhìn thấy tay như thầy ạ. Nên làm nào để thấy tay mình ạ? Thế thầy đợi em để em chuyển vào máy kia thầy nhá. Em bạn nào đánh trước đi ạ. Rồi, ok, đi coi cái bạn nào có không? Còn bạn nào nữa không? Loa chưa? Mình chào các cô đi. Dạ, các cô. Rồi ai gọi bất kỳ nha, gọi bất kỳ nha, trước khi chờ bạn Minh Xuân, trong khi chờ bạn Minh Xuân. Bạn nào nè, bạn Thúy Hằng đi. Thế ơi, em xin phép là tuần vừa rồi em lại chưa tập được bài. Em ngại quá. Rồi, Rồi, em xin lỗi vợ. ai 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 xung phong.
Hồng khuyên công tâm sao? Hồng khuyên công tâm. Giờ em đây à? Hỏi bao nhiêu lòng say như chơi vui, thế như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Vui khi bên nhau, hỏi bao nhiêu buồn lo tan đi mau, thế là mơ xin qua nhanh, giận nhau không nói. Hạnh phúc chờ dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hôm nay ta trao những phút đắm say thật sâu cho nhau, phút giây khát khao khát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu. Đến hôm nay ta trao những phút đắm say thật sâu cho nhau, phút giây khát khao khát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Hạnh phúc cho dâu, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Rồi, cảm ơn bạn Hồng Quyên đã rất là dũng cảm. Thì cái là đệm tốt, hát giọng tốt, nhưng mà tự nhiên không biết không sao luôn quá sao mà hát đặc tông. Nhưng cái việc rằng là còn đệm tốt đấy, còn khi không sao nghe, cái ballad nó không có tâm nghe. Mà cái đó là mình view một cái rồi mình tắt luôn, ví dụ như sau cái intro kìa. Rồi chúng ta sau cái intro là mình ví dụ như sau cái intro ha. Ví dụ sau intro. Rồi hát xong. Feel cái này. Tắt luôn ha. Mình chạy về đô trưởng rồi mình tắt luôn. Mình feel một cái, bấm cái feel cái, cho hết cái feel thôi, mình tắt hay tắt nhạc luôn ha. Ví dụ vậy. Rồi, cảm ơn Hồng Quyên rất là tốt. À, rất là có tiến bộ.
một cái là ok. Nhỏ hả? Cho em nghe nhỏ hả? Đúng là nhỏ thôi ạ. Nghe thấy thầy nhỏ nhỏ. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Alo, các bạn có nghe vang không? Nghe rồi thầy ơi. Nghe nhưng mà có vang không? Dạ được. Bây giờ hết vang rồi ạ. Hết vang rồi ạ. Thôi để thầy mở mi. Tại vì có hồi, có hồi là nó. Alo, nhưng mà hình như nghe thấy tiếng của em. À, hết rồi. Hết rồi đúng không? Vâng, hết rồi thầy ạ. Rồi ok, thầy đã qua bên biết điện thoại rồi. Nhưng mà thầy nói nè, có nghĩa rằng là cái string á, thầy hồi nãy thầy nói bạn Khuyên có hiểu không? Khuyên con tâm. Dạ rồi thầy. Ừ. Dạ. Ừ. Ok. Rồi. Bây giờ có bằng nào xuất phong nữa không? Rồi xin mời anh máy nào. Mạnh dạng lên coi. Đánh mới sửa chứ. Dạ em chào thầy và các bạn. Thầy thử ra xem được. Ừ. Nói đây này.
Tốt đấy, ok đó. Rồi lát cho anh mấy hộ cào vỗ tay, anh mấy nhà Huế à? Dạ, em ở công ty thầy. Anh chị à, tốt đấy, ok. Very good. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi, tiếp tục phát huy nha, cảm ơn em đánh mấy. Hát cũng hay mà đàn cũng ổn định. Rồi. Ở Đà Nẵng có mấy người ở Quảng Trị hay lắm. Mấy ca sĩ Quảng Trị hay lắm. Với có mấy bạn, có bạn vừa rồi thi Hoa Hậu du lịch để vô thu âm tại phòng thu mình đây cũng, bạn đó giờ đi thi Hoa Hậu Việt Nam rồi đó. Hoa Hậu du lịch cũng là người Quảng Trị luôn. Hát cũng ok. Dạ. Rồi bạn nào xung phong nữa không? Rồi các bạn có nghe nghe thầy nói rõ không? Có rõ thầy ơi. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta ôn bài. Ôn string nhắc lại một lần nữa và chúng ta vào bài mới. Rồi. Thầy à, cái bạn hồi nãy, bạn nào thứ nhì là bạn gì rồi? Hồng Quyên không phải không? Hồng Quyên Quan Tâm đúng không? Thứ nhì là bạn Hồng Quyên Quan Tâm đúng không? Rồi cái bạn mà hồi nãy mình là ba bạn rồi đúng không? Ba bạn kiểm tra đúng không? Ba bạn thì bạn đầu tiên là bạn Trà My, bạn đệm, bạn đưa lên pha nghe rất là hay, thấy không? Thấy chưa? Pha là có lá đúng không? Bạn ơi, hạnh phúc bằng chọn là đô. Mình dặn cái này luôn nghe. Bạn hồi nãy là bạn Trà My chọn đầu nước đầu tiên là đô, là đô trưởng đúng không? Qua la thứ là bận mình chọn mí. Sau đó pha trưởng một bạn chọn lá chứ bạn không chọn pha. Đó, nhưng mà khi mình lưu ý nghe, mình chỉ chạy khi dứt điểm vào cái hợp âm của nó và đồng thời chỉ chạy một lần, một vài lần chỗ cái đoạn mà kéo dài, ví dụ như 4 phát 8 phát thôi. Chứ chúng ta không khi giữa các hợp âm với nhau chúng ta không chạy nhanh nghe. Ví dụ nè. Lời hát xinh đó, nhất bình thường là sẽ chào dân. Đó là pha đúng không? Nhưng mà bạn Trà My chọn là nốt lá luôn. Giờ lời hát xin bao câu tình yêu cho chúng ta một đêm biết dài còn mãi. Có nghĩa nào là khi chúng ta chạy thì chúng ta lúc mà khi lúc nào chúng ta chỉ chạy như nào nào rồi đi bên sân thi đấu đi nào, nhưng mà khi mà chúng ta đã vào âm rồi chúng ta không thể là hạnh phúc no nha, nhưng mà hạnh phúc nếu chúng ta chọn nốt mi tiếp theo thì chào là re mà mi là dân là qua la thứ đúng không? Chào dân rồi lời hát xin lời hát xin là hoa thơ hoa trưởng đúng không? Lời hát xin chứ không phải là không phải như vậy nha, tại vì kết bài nó đang mềm mà tự nhiên mình đánh nó giống như là mình quýu không, từ khi là một câu chạy có ý đồ. Bây giờ đây
à. Nghĩa là chúng ta có nhiều sự lựa chọn đúng không? Chúng ta có nhiều sự lựa chọn đúng không? Nhưng cái lớp nào gần với cái gì thì chúng ta muốn đi lên hay đi xuống là do cái ý thích của chúng ta, phải không? Nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà bạn trà mi để cái lá đó là rất hiệu quả luôn. Vì sao mọi người biết không? Nó phá ra, mặc dù đang là alpha trưởng nhưng mà nó phá ra, gọi là vì pha trưởng có phà là đó đúng không? Nhưng mà tự nhiên đang hạnh phúc chào dân lời hát xin đó, nó phá cái nhưng mà nó không cặt khỏi cái vòng ban của pha trưởng đó đó. Cho nên là chúng ta vấn đề là chúng ta sự lựa chọn của chúng ta là sự tự sự tư duy và sự lựa chọn của chúng ta đó. Chứ ví dụ như nếu mà thầy chọn son đấy thì lại son xuống lời hát xin cảm ơn tình yêu cho chúng ta một đêm mơ mai hát lên. Ví dụ vậy đó. Thì tùy cái sự lựa chọn và cái nốt liền kề của chúng ta. Vấn đề là cái setting là cái lúc nào chúng ta chọn cái gì. Và chúng ta nếu chúng ta đã quyết định bấm mật âm đó thì chúng ta phải có những nốt liền kề. Nhưng mà đối với ballad thì nó không phải là vội vàng, không phải như vậy, mà nó phải chạy theo cái bài hát của nó đó. Ví dụ một lần nữa, ví dụ như thầy mà thầy quyết định là hạnh phúc là nó son, tại vì trong đồ có mi son thì lời hát xin đam mê tình yêu cho chúng ta một đêm một giây còn mãi hát lời hát xin đam mê tình yêu cho chúng ta một đêm. Nào phát điểm nè. Đêm hôm nay xin đâu đại vũ cao 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 cho nhau đại vũ cao 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 cái này các bạn đánh đó à. Rồi sau đó một lần nữa cũng không cần phải như vậy lần nữa mà chúng ta chạy lại câu đó ví dụ hành đi 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 cho chúng ta một đêm một đêm còn mãi. Đó, siêu rồi kết thúc ha. Rồi, bài này chúng ta dứt điểm nha. Bài này chúng ta không trả lời nữa. Và bài này các bạn tự tập ở nhà và dứt điểm, tại vì nó quá đơn giản ha. Bây giờ không nói đến phần string nữa, chứ bây giờ chúng ta nói đến cái phần piano ha. Piano. Rồi chúng ta vừa rồi học. Thì thầy xin trả lời cái phần của bạn Trí. Bạn Trí là ví dụ như thưa thầy, bạn hỏi là làm sao có thể tụi em đánh từng câu một để mà tụi em dạy cho học sinh trước rồi sau đó mới vô bài à. Vậy thì mình cũng nói luôn là có nghĩa rằng là khi mà chúng ta có trang bài nói là điệu bóp đi, ví dụ hôm trước là mình
Em yêu trường ai đó. À, em yêu trường em sao mà bằng bằng. Vậy thì bây giờ chúng ta, các em nhìn, các em nghe thầy đánh câu đầu tiên. À, các em nghe thầy cả đánh câu đầu tiên. À, các em hát theo nha, và tần trước khi là thầy sẽ đánh não. Vậy thì đối với tay trái của nó đánh như điệu bốt, nó đánh như điệu ba lát, nó chỉ là 1 5 8 thôi, 1 5 và 8. À, pha thì 5 8 là pha đô phá, rồi son rê son vậy không? Rồi nha, rồi các bạn chỉ cần lấy nè. Em yêu trường em đi, thì mình nếu mình không sử dụng nhiều hợp âm thì mình chỉ sử dụng 1 5 1 4 1 5 là đô trưởng, pha trưởng, song trưởng, ví dụ vậy. Rồi các em chuẩn bị nha, 2 3 mình hô, là mình hô như vậy là các bạn nó sẽ hát đây, mình đã đánh thánh rồi đó. Tại vì đây là bài mới cho nên các em phải tập đúng nốt. Đó, mình phân tích như vậy. Rồi, câu thứ nhì nha các em ha. Ví dụ đó, rồi mình đánh nè. Ví dụ nè, đó, mình chia cái câu ra. Nghĩa là các bạn xác định cái câu đó là đánh hát chỗ nào. Mà thường á là cái câu á là mình xác định là cái câu ngắn thôi ha. Ví dụ cho học sinh đó 2 câu ha. À, và cô giáo niềm yêu quê hương. Ví dụ vậy. À, các em hát 2 câu này nha ha. Thôi. Rồi câu thứ 3. Cái 2 3 rồi sao đó, các em nghe lại cả câu, cả đoạn đầu, cả đoạn một, và khi thầy đánh xong rồi thầy sẽ hô cho các em hát nha. Ví dụ đó, mình đánh cho nó hình dung. Sau đó mình hô rồi cứ hát cả bài, hát cả cao, sau đoạn 1, đoạn 2 kết thúc, ví dụ là xong rồi. Các em hát cả lớp cho thầy, rồi sau đó các em hát chậm thôi. Đó, ví dụ vậy sao mà bắt đầu, khi mà nó vô rồi nó học sinh nó ok, nó ngon lành rồi, nó hát vững vàng giai điệu cũng như nó vui rồi, nó lại là em yêu chưa có, chưa thầy to, mình đánh nhanh chứ được không nè. Các em có thể hát nhanh được không? Bây giờ được, rồi thì bắt đầu mình đánh. Em yêu ta à, mình nè. 2 3 em yêu là mình nhớ cho học trò nó đánh nó lấy cái cao độ á. Em yêu trường em bao thân và đó, lấy cái đó là mình là người đệm và học trò đánh vững vàng, hát vững vàng. À, đó chính vì thế là rồi sau đó mình khi cái đó cũng là một phần luyện ngón cho mình nữa, rồi sau đó như thế nào mình luyện ngón cho piano, sau đó mình bỏ điệu vào, bỏ điệu vi bố vào thì mình đánh rồi chúng ta, thì bảo đảm cái lớp học nó rất là sôi động và nó rất là vui, tại vì nó có sự tương tác giữa thầy và trò, cho nên chính vì thế mà cái lớp học vui mà mình cũng được luyện ngón, mà qua cái lớp mình thấy vui hẳn luôn á, tâm nó thật luôn á, cái lớp mình vui đó, cho nên giờ mình cũng quá trình là mình rèn và tự nhiên nó sẽ rất là ok. Rồi tiếp theo, vậy thì từ bây giờ á là cái đó là trả lời cho bạn Tí cũng như tất cả mọi người, những bạn nào chưa biết về cách dạy tình đào thì đó là cái cách dạy như vậy, mình cứ dạy 2 câu 2 câu thì từ nãy ít không thì ghép vô bài đầu là, nhưng mà đa phần là chậm, bước đầu vẫn cực kỳ chậm để cho học trò về nó nhanh kẻ, mình cứ đánh chậm từng chữ vào học trò hát, sau đó mình đồng ghép 2 câu ghép 4 câu mình ghép đoạn. Mà thường học trò là bài hát của nó tầm khoảng 8 câu chứ mấy. Rồi đó là việc thứ nhất.
Có nghĩa là bắt đầu với tay trái là áp dụng 158 cho tam thân. Rồi. Bây giờ vừa rồi chúng ta học đô tưởng, pha tưởng, son la thứ, đô thứ, đô tưởng la thứ, pha tưởng, son tưởng đúng không? Vậy thì các bạn hãy chạy cho tâm như này ha. Đô son đô đúng không? Đúng không? Đô son đô là 158 đúng không? Rồi còn cái gì? Mì. À ví dụ nha. Đồ son đố. Dạ. Đồ son. Đồ son đô. Và nốt mí này á, nhớ cái thế tay nha. Mọi người nhớ thế tay cho Tâm để áp dụng cái khác nha. Đồ son đô mấy. Mấy là ngón tay phải nè. Đồ son đô mấy. Son đô mấy. Son đô. Được chưa? Chạy tiếp theo á. Đồ son đô mấy. Son đô mấy. Son đô. Đồ son đô mấy. Son đô mấy. Son đô mấy. Son đô. Vậy thì nó cho có chỗ nào? Đô mi. À nếu như vậy thì được. Thì vậy không? Rồi ok. Rồi. Bây giờ chúng ta trước đây chúng ta đánh là 158 đâu, đô son đô đâu. Vậy thì chúng ta đô son đô là chúng ta bỏ ngón cái của tay phải vô, không bỏ ngón cái của tay trái nữa mà chúng ta bỏ ngón cái phải. Dạ. Để chúng ta thống nhất là đồ đồ son đồ đồ mi son là đồ đưỡng. Chúng ta đang chạy đồ đưỡng nha. Đồ son đúng không? Đồ son đồ mi 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 son đó. Được chưa? Tại vì tâm định cái quãng tay này mới dùng đồ mi son nhưng mà tâm nghĩ thâu bỏ với cũng được, phải không? Đồ son đô. Đồ son đô thì ngón cái bên phải này. Đồ son đô mi son là từ đồ mi son là đây nè. Rồi chúng ta đổi cái ngón này, đổi cái ngón cái. Đồ mi son. Đồ mi son, đồ mi son, đồ mi son đô. Rồi ta đánh nhanh nè. Ta đánh nhanh nè, mọi người nghe ra nè. Có nghĩa rằng là khi đánh từ dưới thấp mà lên cao thì nó phải đánh từ chậm đến nhanh. Ví dụ son đô mi son đô mi son đô mi son đô mi son đô. À có nghĩa là đánh, nếu từ đánh đánh từ thấp lên cao thì đánh từ chậm đến nhanh, nhưng mà đặc biệt cái ngón là 1, 5 và 8 thì chúng ta bỏ đi ngón cái của tay phải để chúng ta đánh là đồ mi son ha, chọn dễ chưa. Rồi chúng ta áp dụng pha trưởng cũng vậy ha, pha đô không, pha đô đúng không, pha đô phá cũng y cái thế tay như vậy, pha đô phá chưa. Rồi tới la cũng vậy, la mi đó đi ra, la đô mi, la đô mi, đô mi, đô mi, đô mi la. À tới son cũng vậy, son re, son re, son son re, son re, son re, son re. Rồi trở về đô. Yes and no, yes and no. Yes and no. Có nghĩa là cái quy luật của nó là nằm ở, thay vì chúng ta đánh 158 thì chúng ta đánh 1, 5 và 8 là chúng ta dùng ngón cái để chúng ta định vị lại cái tập âm chủ của nó. Để ví dụ đô thì đô mi son, hoặc la thì là đô la, đô là đô mi, phà thì phà la đô, son son si re. Chỉ có 1, 5
bậc 1, bậc 5 của tay trái thôi. Hiểu không? Và quy luật của nó là đánh cách lại của nó là từ, nếu từ thấp lên cao thì từ phải đánh từ chậm lên nhanh. Đó, ví dụ. Đó, từ chậm lên nhanh. À, ví dụ nè. Đồ son là qua tay phải liền. Đồ son qua tay phải, đồ mi son này, đồ mi son. Đồ son, đồ mi son, đồ mi son, đồ mi son, đồ mi son. Đó. À, dạ. Đó, rồi la cũng vậy. La mi. À, la mi là 1 năm nè. Rồi, la đồ mi, la đồ mi. Là đồ mi lá, ha. Fa cũng vậy, fa đố. Rồi cái định hình pha tưởng nè, pha la đố nè. Đó. Rồi tới son cũng vậy, son rê. Rồi đô. Rồi. Rồi chơi bây giờ. Ví dụ áp dụng cái này vào cái đào, phải không? Ví dụ như đánh piano. Phải không? Đó, được chưa? Tại vì cái bài nó chạy liên tục, chứ cái bài mà nó tự do là nó sẽ là đây không, nếu mà nếu chúng ta vui thôi, chứ thật ra bài đó không được chạy. Cái bài mà cảm ơn tình yêu á, tại vì nó liên tục thấy điều khóc nó quá liên tục, nó không có cơ hội cho mình chạy, thì mình chỉ cần bấm là bấm đúng thôi. Đô la fa sol ha, là vậy thôi. Rồi rồi một cái ví dụ dễ hiểu hơn đó là ví dụ như Hà Nội mùa thu. Cây cam hội vàng, cây bạc lá đổ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm. Hiểu chưa? Có nghĩa là mình dùng cho cái việc hát rãi, hát tự do. Rồi khi mà vô lần hai là buộc phải vô điệu rồi nè. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, đem từng cơn gió, mùa tôm xanh, bàn tay nhỏ, hôm xưa về hè, đem từng
mà cái lúc đầu á, ví dụ hai la thứ chẳng hạn, bài la thứ chẳng hạn, ví dụ như bài đó, mình thay lại nè. Nơi tôi sinh ngày tôi sinh một ngày bồng cháy, ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe tiếng sông Hồng thở than. À, giàu với vô điệu những ngày thì nó chỉ áp dụng được cái đoạn nào thôi. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ nhất thì ổn định chưa? Hiểu chưa? Giấy hay nó đã? Hiểu rồi thầy à. Rồi, cũng như vậy, nhưng mà chúng ta không đánh là đồ mi son nữa, mà chúng ta đánh là đồ son đúng không? Đồ son đúng không? Vậy thì chúng ta đánh đồ mi son, chúng ta không đánh đồ mi son nữa, chúng ta không đánh trọc âm nữa, mà chúng ta thay nó re vô. Ví dụ dạ, đánh tay phải không nào? Đồ son, đồ re mi son. Dạ yeah. Đồ re mi son, đồ re mi, đồ son, son đồ re mi. Ví dụ nè, à, đồ son, đồ re mi. Rồi chúng ta đổi cái ngón cái đi qua nó son, để chúng ta đánh son đồ re mi. À, đánh đánh đậm nè. Đồ re mi, đổi ngón cái lên son đô rê mi, son đô rê mi. Được chưa? Đánh chậm nè. Đô son là tay trái đúng không? Tới tay phải nè. Đô rê mi, đổ ngón cái này, đưa lòn cái ngón cái này, đưa lòn qua phía này, mình lò ở phía dưới á, phía dưới nè, mình chụp cái nè, đây nè, mình lò cái ngón út cái ngón cái mình qua bên này nè, tức là đô rê mi. Thì mình chạy cái cổ tay qua phía bên này và chúng ta đưa cái ngón cái qua đây, đưa con cái về đây để chúng ta để son, để chúng ta tập trung vô đồ để mấy. Thấy chưa? Vậy nè, đồ để mấy, lòn con cái qua nè. Thì khi chúng ta lòn con cái ở dưới này á, ở dưới cái bàn tay chúng ta á, thì cái cổ tay chúng ta đưa ngang qua phía bên tới nó son đó, cái cổ tay của chúng ta nè. Khi chúng ta đã lòn quyết định là đồ mi son đúng không? Đồ mi son thì chúng ta lòn là cái cổ tay chúng ta phải đưa qua này, phải đưa qua bên phải. À, phải đưa qua bên phải của mình. Đồ mi son, chúng ta lòn là chúng ta lòn cái ngón cái này qua, là chúng ta phải đưa cái cổ tay qua. À, đồ re mi son này là chúng ta đưa liền lòn cái ngón cái qua này, son, để chúng ta chuẩn bị đánh đồ re mi. À, vậy thì cái này cũng son, son chúng ta cũng lòn lên tiếp, son đồ re mi. À, vậy thì đánh thử nè. Dạ. Đánh chậm nè. Đô rê mi son, đô rê mi son, đô rê mi. Được chưa? Bài đánh nhanh nè. Đó, dạ, nó ra. Đó, la thứ cũng vậy. La thứ cũng vậy. La mi thì la si đô. Rồi tới mì la si đô, mì la si đô, mì la si đô. Không, không. Vậy thì bậc một này, bậc năm này. Rồi la si đô là cái này, là chúng ta cũng lò cái ngón cái qua y một cái thế đó, y một cái thế qua tới mấy này. Mì la si đô, mì la si đô là thay gõ không? Vậy nè, la mì
đó được chưa? Là mây la si đô đò lòn con cái qua, mây la si đô lòn con cái qua tiếp, mây la si đô lòn con cái qua tiếp, mây la si đô. Rồi tới pha trưởng cũng vậy, pha đô thì cái đây pha vẫn ba đó là gì, pha son la, pha son la đò lòn con cái qua đô, đô pha la và đô pha son la, đô pha son la, đô pha son la. Rồi tới son trưởng cũng vậy, son re không, son la si re, thì vậy là son la si re thì chúng ta cũng lòng con cái qua re, son la si, son la si. Rồi vậy thì chúng ta chạy thử nha, đô la phà son nha. Son trưởng. Đây là đô. Yes or no? Yes or no? Yes thầy. Rồi. Đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Không. Khi chúng ta chạy súng thì cũng giống như chạy lây, nhưng mà chúng ta chạy, có nghĩa là khi chạy lây thì chạy chậm rồi mới lên nhanh, nhưng khi chạy xuống thì chạy nhanh rồi mới xuống chậm. Ví dụ đâu đó được, hồi nãy thầy chỉ các bạn là sao, đồ mi son à, đồ re mi son đúng không, đủ đó không? Vậy thì nó nằm ở thế này nè. Ví dụ như nếu mà chúng ta đo trưởng thì chúng ta tính ở quãng 3 đi lên, chúng ta bắt đầu từ nốt mấy. Mi đô đô son. Mi đô đô son. Dạ, đó đo trưởng đúng không? Vậy thì các bạn chỉ cần tính quãng 3 đi lên thôi. Đối với đo trưởng thì chỉ có là lên là mi đô đô son, mi đô đô son, mi đô son. Đô mi đô ha. Vậy thì các bạn nhìn chạy nhanh nè. Thầy chạy chậm cho các bạn nghe nè. Ví dụ như nè, mi là các bạn đánh theo tay trái là đô nè, rồi sau đó đúng không, mi đô đô chưa, tại vì là mi là nó đô ở đây, re là đã đánh so ở đây, đô là nó đánh đô ở dưới, đô đô dưới, mi đô đô là đô, đô là 1 5 8 nè, mi đô đô chưa, mi đô đô. Rồi đến chậm nè. Mi đô son, giữ nguyên nè, giữ nguyên tay trái nha. Mi đô son mi. À các bạn nhớ cái ngón này dùm tâm nha. Ngón áp út. Ngón áp út nha. Nè. Mi đô son mi. Rồi la thứ cũng vậy nha, la thứ cũng vậy nha, là mình là si đô đúng không, la thứ đó thì mình chạy quán ba của la, là quán ba tên của la thì đố đúng không, đố si đô si đô, vậy nè là cũng la như vậy. Trưởng cũng vậy, pha trưởng là cái gì, pha son la nốt la đầu tiên, dùng cũng dùng ý ngón này nghe, y cái một cái thế thôi, y một cái thế thôi, không, la son pha đô, la son pha đô, la son pha đô. Rồi tới son cũng vậy, son là nói gì mọi người, son là nói gì cũng ba. Nói gì mọi người? La son đấy.
so la si chứ là si la so. À thằng nó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ok, nó si đúng không? Ý là thầy nói là lên quận 3 của nốt son là nốt gì? Ừ, thì là si la so đúng không? Si la so đi đúng không? Si la so đi, si la so đi, si la so đi. Được chưa? Là đánh nhanh này. Nghĩa là nguyên tắc của nó là khi đánh lên thì đánh chậm rồi lên nhanh, nhưng khi đánh xuống thì đánh nhanh rồi xuống chậm. Dạ, yeah, ví dụ. Yes. Thầy ơi, thầy đang kết hợp cả đi lên đi xuống đi thầy. Đó, vừa sáng. Vừa sáng. Đánh liền luôn ý, ý là đánh liền một hợp âm ấy. Sáng. Quay cái tay trái rõ xem một chút mới thầy. Ông năm tám chứ cái gì mà rõ. Trời ơi. Cái đó là phạt 50 ngàn nha. Không, cái tay trái nó không có liên quan gì hết. Ví dụ đồ trưởng thì rồi, xong. Chỉ có tay phải thôi. Mi, đi, đô, so. Mi, đi, đô. Một, năm, tám. Mi, đi, đô. À, mi, đi, đô, so. Vậy thì mình chọn cái nốt cao nhất mi, đi, đô, so này. Mi, đi, đô, so. Mi, đi, đô, so. Mi, đi, đô, so. Mi, đi, đô, so. Rồi la thế nè, đố si la đúng không? Đố si la mày đúng không? Đố si la mày, đố si la mày, đố si la. Đồng hóa trưởng nè, lá, lá son pha mày sa đồ đúng không? Lá son pha đồ. Lá son pha đồ, lá son pha đồ, lá son pha đồ, lá son pha đồ, lá son pha đồ. Son trưởng thì sao? Si la son, đó, 1, 5, 8 nè. Si la son. Si la son rè đúng không? Si la son. Si la son. Cái tay trái nó không liên quan gì, chỉ có 1 8 thôi. Về nhà trả bài tập cho thầy. Có gồm có 3 thế. Thế thứ nhất là đồ son, đồ mi son, đồ mi son, đồ mi son, đồ. Đồ trưởng, pha, la thứ, pha trưởng, son trưởng. Áp dụng bốn hợp âm đó, một cái thế đó. Cái thứ hai là đồ chạy lay nhá, chạy lay ngang, chạy lay ngang. Đồ son nè, đồ re mi nè, đổi ngón cái nè. Son đô rê mi, son đô rê mi. Dạ. Rồi. Đánh xuống. Mi đô trưởng mi đô đô là vậy là 1 5 8 nè. Chắc thứ ba là khá nè, 1 5 8 nè. Mi đô đô son. Dạ. Mi đô đô son. Rồi áp dụng cái phương pháp đó y có y đồ luôn. Thì khi đánh xuống là đánh ngón áp út. Ngón áp út này nè, mấy nè, rê nè, đô nè, sò nè. Dạ. Yeah.
cái phương pháp đó liền ngóng trả bài cho thầy. Trong cái hợp giữa một đô trưởng, la thứ, pha trưởng, sơn trưởng. Còn ví dụ như khi áp dụng bài thì mình phải liền ngóng, lúc là mình phải áp dụng bài chứ biết sao mà chưa bây giờ đánh lay y vậy. Nguyên tắc của nó là đánh lay thì đánh lay từ nó thấp, đánh lay nó cao thì chậm thì nhanh, mà từ khi đánh xuống thì khi đánh từ nó cao xuống nó thấp thì chúng ta nhanh xuống chậm. Đó. Các bạn không cần phải đánh cái này luôn, mà các bạn chỉ cần đánh một nốt đô cũng được. Cô tưởng này, các bạn giữ nguyên này, nhưng mà nó quê mùa quá cho nên mình cứ áp dụng, hiểu không? Đó, tại vì mình đang sử dụng mà để mình liền ngón 1 8 luôn, chứ mình không thể đánh miết cái đồ đi, đánh cái la cái đánh liền, đánh hà đánh phà. Nhưng mà nó không phải là khờ, không phải là không được, ha. Nhưng mà mình sử dụng cái này cho nên. Rồi chúng ta ghi rồi ghi cho tao được câu chuyện này hơn, nhỏ thì dễ đó mà không ghi lại cái là đâu vậy, ai mỗi người đi mỗi ngã chết luôn. Rồi tiết số mấy rồi? Ghi bài tới tiết số mấy rồi? 16 thầy ơi, 16 thầy, 36. Ghê vậy, ghê vậy. Ồ, thầy đầu tới biết 16 rồi à. Dần chia tay chưa? Chưa đâu thầy, còn 2 tháng nữa là. Bây giờ chúng ta ghi cách chạy, cách chạy thật âm. Thầy nghe nhỏ lắm thầy ơi. Cách chạy hợp âm. Đó. Cách chạy hợp âm. Cách chạy hợp âm. Hai chấm. Đô tưởng dịch ngang, la thứ dịch ngang, pha tưởng dịch ngang, son tưởng. Đó là thầy ơi, thầy nhắc lại nghe không rõ lắm thầy ạ. Đô tưởng la thấy ta tưởng sơn tưởng của bài 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 của bài Cảm Ơn Tình Yêu ấy. Mic của thầy nhỏ lắm thầy. Bởi vì dạ tự nhiên nhỏ hả? Dạ yeah, đúng rồi, bây giờ được rồi thầy, được không? Được rồi thầy. Rồi. Ok. Thôi thầy nói gần gần lại. Thầy chạy cái mặt lại, thầy nói gần gần lại. À... gạch đầu dòng thứ nhất. Gạch đầu dòng thứ nhất. Khi đánh từ thấp lên cao. Khi đánh từ thấp lên cao. Phải. Thì ta đánh từ chậm sang nhanh. Khi đánh từ thấp lên cao. Nó trầm á, ý là nó trầm á. Từ thấp lên cao thì ta đánh từ chậm sang nhanh, ví dụ đó, từ chậm sang nhanh đó, vậy đó. Dạ là áp dụng cho xuống hai lên đầu dòng thứ hai. Khi đánh từ cao xuống thấp, khi đánh từ cao xuống thấp thì chúng ta đánh từ
nhanh sang chậm. Rồi, cái đó là những cái lưu ý. Rồi, xuống hàng một nhỏ, cách một, cách một, cách một hai chấm. Xuống hàng gạch đầu dòng, tay trái, tay trái hai chấm đô tưởng, hai chấm. Bậc một bậc năm nó đồ nó son. Bậc một và bậc năm nó đồ nó son. Rồi tay phải là đồ mi son. Tiến lên theo quảng bá. À tiến lên theo theo chí. Đúng rồi, tiến lên theo quảng bá. Đồ mi son, đồ mi son á. Tiến lên theo quảng bá. Đồ mi son, đồ mi son, đồ mi son, đồ mi son á. Tiến lên theo quảng bá. Có nghĩa là đây nè. Các bạn nhìn nè. Đồ son nè. Rồi đây đồ mi son. Rồi đổi ngón nè. Đổ ngón nè. Đồ mi son, 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 đồ mi son. Dạy không? Được chưa? Đó là cách 1. Cách này các bạn hiểu chưa? Cách này các bạn hiểu chưa? Dạ rồi. Hiểu rồi thầy. Hiểu rồi thầy. Ok, rồi. Xuống hàng cách 2. Cách 2. Cách 2 của đô trưởng. Cách 2 của đô trưởng, 2 chấm. Cách 2 của đô trưởng, 2 chấm. Tay trái cũng là bậc 1, bậc 5, đồ son. Bậc 1, bậc 5, đồ son. Được chưa? Nhưng tay phải là đồ rê mi. Được chưa? Đồ rê mi. Nhưng tay phải là đồ rê mi, nhưng khi lay nốt son thì chúng ta phải chuyển ngón cái lay nốt son. Đồ rê mi son để làm gì? Để chúng ta hình thành là son đô rê mi á. Để chúng ta hình thành son đô rê mi á. Son đô rê mi, son đô rê mi lên quảng bá. Các bạn đánh nặng lên quảng bá son đô rê mi, thấy không? Tay phải nè, đô rê mi, rồi nó son là ngón cái nè. Để chuyển ngón son đô rê mi, son đô rê mi, ha, son đô rê mi son. Tức nghĩa là chúng ta phải lòn cái ngón cái qua. Rồi các bạn ghi rằng nó chọn dễ hiểu cho các bạn rồi. Tay phải nè, đô rê mi, son là chúng ta phải lòn ngón cái qua. Rồi, cách 3, xuống hàng cách 3, 2 chấm. Đô tưởng đánh xuống. Cách 3, đô tưởng đánh xuống. Thì đánh lên nhá, là đánh lên là sòn đô rê mi. Thì từ bây giờ đánh xuống là cứ thật âm chủ có nói chúng ta canh lên một quán ba là đô rê mi. Thì mi, sòn đô rê mi thì mi rê đô sòn. Không? Cũng như vậy. Và khi chúng ta đánh lên thì sao? Khi chúng ta đánh xuống thì sao? Nốt đô tương ứng với mấy? Tay trái nè, nốt rê tương ứng với nốt son. Nốt đô tương ứng với nốt đô. Rồi chúng ta đánh nhanh xuống và chúng ta đánh chậm dần. Một cái nốt đồ trầm ở dưới thôi. Đó, tùy các bạn.
nặng, nhưng mà theo mình thì để 1/8 đi. Rồi đến xuống là đến nhanh đúng không? Đến nhanh xuống chậm đúng không? Rồi ba thế đó, được chưa? Từ đó xuống hàng. Từ đó chúng ta có công thức để áp dụng từ cái đồ trưởng đó lên xuống công thức á, theo cái thế tay đó. Chúng ta áp dụng vào tất cả các thật âm. Nhưng mà bài tập thì chúng ta phải có bạn trả là đô trưởng là thứ ba cách đó của đô trưởng là thứ pha trưởng và son trưởng. Chưa? Các bạn trả bài tập ba cách đó. Đô trưởng này, la thứ này, pha trưởng này, son trưởng này. Chưa? Giấy thay nâu. Ba cách. Chết thầy, khó à, lắm thầy. Cho đang có rèn ghê lắm, cái này nó làm các bạn này nóng. Yes. Yes, mạnh mạnh rồi, trả lại cho thầy nghe. Chứ thì xếp xếp mà nó không nghe. Thầy ơi, bài này khó thế. Cho đang, bài này có rèn mà. Bài này rèn ghê lắm á. Bài này mà ai không rèn á là mất cơ hội đấy. Thấy không? Bài này mà ai không rèn là mất cơ hội. Tại vì sao biết không? Nó thiếu cái sự điêu luyện. Anh này, ví dụ này. Ví dụ này. Ví dụ như trời nhắc bấm điện silo quá, nhưng mình đánh điện ba lát đi ha. Hà Nội mùa thu, cây cam mùi vàng, cây vàng lá đỏ, cam kề bên nhau. Hà Nội mùa thu, cây cam mùi vàng, cây vàng lá đỏ, cam kề bên nhau. Bóng xưa nhà cô, mang hơi thơm nào. Hà Nội mùa thu, Hà Nội. Dễ thương không? Dễ thương không? Đó nè. Cái chạy nhanh về chậm đó là cái ngẫu hứng đâu nghe. Còn vô điệu là phải vô đúng tông nghe. Vô đúng cái gì quá nghe. Tại vì cái cao gì mà chúng ta chạy cao đó nó tám phát luôn, nó ngăn và từ bước chân quen hai ba một vậy thì đó, chúng ta rất là dễ quen. Từ bước chân, từ bước chân cổ tay chiều bước ba bước xa. Cho nên các bạn phải luyện cái không điều trước để làm chi? Để cho nó luyện ngón quá đã. Đó, để cho luyện ngón đã. Chúng ta nhắn hay nhắn hết mạch đầu tiên nghe. Ví dụ nè. Đó. Rồi. Các bạn
sẽ rất là điêu luyện, được chưa? Còn các bạn không tập thì chịu, thầy bó tay, thầy không có hết thần thông để giúp các bạn được. Thầy thầy thử rải cái bài đường Việt Nam đương chúng đi chém vậy thầy. Việt Nam đại trên đường chúng ta đi, bây giờ chạy nhanh xuống này la này Việt Nam đô này, trên đường chúng ta đi, chạy nhanh xuống rồi xuống đầm này, nghe gió thoảng là mình lại đâu đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển bằng vang xa bằng tới chân, nghe ấm lòng những khi đang giòn nước, mà vui sao ta chẳng nói. Dầm đường xa chạy hói, có nghĩa là mình phải chạy lên chạy xuống rồi mình lấy lại, rồi mình lấy cái này ra, rồi mình đâu lấy cái đầu dạy mình nhét lại, mình nhiều lên mình chạy rồi mình thay đổi nó chưa. Thay đánh cái đoạn điệp khúc thôi đấy, điệp điệp khúc đó đi khúc đó hoàng đi bốt đi đi bốt đâu. Ta đi qua phố qua làng ngọn đường xa ngọn đường xa, những lời nói thầm lặng ngọn xa ta mến vui sẽ gì cũng mãi chiều, ta đi đâu xa. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ôi những dòng sông soi bao thầy dọ không, thầy đâu có phạt đâu sợ. Đang cười. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa Đăng Nguyên? Nguyên Trần, Đăng Nguyên mới đi ship về cho dạ. Muốn Lan chào thầy và các bạn. Thấy khó quá thầy ạ. Dạ. Thế thì cái bài người Hà Nội nó cũng như thế thì nhỉ? Thật ra thì nó chỉ rải thôi, còn ngoài ra thì mình tập rải, còn cái chuyện đi bốt thì mình đã học rồi đúng không? Đó, không bữa nào mình không xong là mình rải ngon là cái đi, thầy sẽ dạy cho các bạn cái bài Việt Nam dừng chúng ta đi, trong hoàn pháo thôi, thấy không? Đó, dạy thầy luôn, trong hoàn pháo luôn.
cho ra bài cho ngon không? Là có các điệu này, à, xì lô này, có các điệu máy lát này, à, này, rồi chắc ở vivos này, thấy chưa? Đó là cha cha đó không? Đang... Ta là vivos đó không? À, Việt Nam, à, ôi những dòng sông soi bao dừa xanh, những vịnh là ba lát này, mùa xa vắng. Ta sẽ đến nơi đâu còn dần cho đều. Khi tổ quốc chưa yên, Việt Nam, Việt Nam. Bây giờ đấy, à, vào cái là đúng rồi thầy, bài này khó thầy ạ. Chứ là bài này phải đi luyện kìa. À, nó có được chỉ lô này, nó có ba lát này, rồi nó có Ta thầy thi hướng dẫn ba cái gì dễ là thế ơi. Đúng rồi, mà dễ trước đây, mình dễ từ từ lên. Thì các bạn lo cả cái trại cho tâm đấy, rồi sau đó tâm sẽ áp dụng. Cho nên là cái trại là mình là thân thế, và là cho các bạn thế đánh. Thế đánh như là chỏ, thế đánh như là đấm đấm đấm, thế đánh này xong hết lại thành một bài quyền. Mình đang luyện thế đó các bạn đó, cố gắng chạy cái đó vô ok đi, rồi nó sẽ rất là đi luyện. Chứ cô Lan, cái đó là cô Lan ơi, cái đó là cô học rồi, cô không nhưng mà do là con dạy nó nhiều hơn suốt của cô kìa, cho nên cô thấy nó hơi nhiều. Chứ thật ra cái này là cô học ở lớp nâng cao rồi đó, không sao cả, cô đánh y như vậy là ngon rồi cô Lan ơi. cô đánh y như cái hôm mà con dạy cho cô trước đó là ngon rồi, cô yên tâm. Cô cứ lấy mà 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nếu có là hả? Nếu là chim, tôi sẽ là nơi mô cầu chẳng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hương dương. Nếu là chim, là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nàng này tôi sẽ chết cho quê hương. Là giải được không thầy? Chết đó. Cho quê hương là đánh giải được không thầy? Rồi.
Cho nên cô Lan chỉ hát những cái bài như thế này thôi, cô cứ đánh cho con 1, 2, 3, 4, 5, 6 là sao? Dạ vâng, cô Lan cũng chỉ dám xin thầy là đi những cái bài chậm thôi. Đó, vậy thôi. Cho nên cô hát yêu đời cho con, cho nên những cái bài này cô hát quá hay luôn. Ví dụ như cô Duy Anh là vậy thôi. 1, 4, 5 cho con, không cần chứ chọn cao thủ, cao siêu. Cô đánh chắc là đúng y luôn, mà cô lại biết là ta cũng giỏi nữa. Cô biết là chính xác 100% đó. Bao nhiêu bài cô gửi cho con là cô biết hoàn toàn chính xác. Cho nên hôm nay là cô qua học mấy lớp này á, là cô vừa động viên cho các cô giáo viên này, nhưng một phần á, là cô cũng ôn lại chứ cô đừng hoang mang nha, tại vì kiến thức cũ của cô nó đã tương đối, bây giờ cô đánh xịn thì vẫn mượt lên là ngâu rồi ấy còn nữa ha, chứ không nhất thiết cô phải cô bị phân tán là cô sẽ bị quên cái cũ đi, không cần thiết. Dạ, dạ, dạ. Cô cứ lại dạ, một dạ, hai dạ, ba dạ, bốn dạ, năm sáu là đủ rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, ok cô. Dạ. Thầy ơi, cho em hỏi xin. Rồi. Lúc nãy là thầy bảo là bên piano là mình đềm, ví dụ đều cha cha, đều passo dot vân vân là đều đềm bằng bebop hết hả thầy? Cha cha, passo dot, bebop, rap, từ nữa đó. Ừ. Còn cái khúc đào mẫn mang tính chất hành khúc thì em sẽ đẩy như thế nào? Em sẽ đẩy như cái bài mà trên sơ vừa rồi mình đẩy đó, thấy chưa? Bây giờ hết một rồi. Đấy. Hơi một. Sơn tôi. Đó tất cả đây cũng được. Đó, vậy thôi. Cứ đánh đúng 1, 4, 5 là đã hay rồi, còn học các anh phát triển thì cứ làm được là không làm được thôi. Ha? Đó. Vậy từ từ mình đừng vội, tại vì đời còn dài tương lai còn dài, thầy tâm vẫn sống đến 100 tuổi yên tâm. Đúng rồi, đúng rồi chú Huệ. Đúng rồi chú Huệ, Hà Nội ơi. Tâm sống đến 100 tuổi luôn là cái gì? Từ từ. Cho nên cứ à, chú Huệ cũng y như cái cách của cô Lan đó chú nghe. Cứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho con xì lô. Rồi đánh những cái bài Hà Nội dễ thương. Chú đánh viết lại tập 1, 4, 5. Chú Huệ viết cũng tốt lắm. Nhưng mà cái cô chú cứ làm xì lô cho con hát nhẹ nhàng dễ thương là được. Còn ba xô thì cứ y nữa đó. Đừng thấy mấy bạn thì đừng thấy con dạy cho mấy bạn trẻ mà mình hoang mang không, mình chỉ thay động lực không đó. Đó là, tại vì các cô cần phải cho các thế hệ mai sau này, cho nên con cần phải nâng cấp đó. Đó có là con hỏi gì nữa không? À, chúng ta cố gắng rèn luyện các thầy và âm chạy cho anh Nguyễn ha, vừa luyện nấu vừa chạy cho anh Nguyễn luôn đó, theo quy luật đó rồi chúng ta sẽ đưa bài ra và chúng ta ráp. Rồi cảm ơn các cô, biết ơn các cô, các thầy, chúc các cô các thầy ngủ ngon. I love you. Cảm ơn thầy. Cô thầy ơi. Thầy chào thầy, chào các bạn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Em chào thầy, chào các bạn. Rồi, bye bye cả nhà. Chào thầy nha. Chào các bạn.